Nga công bố con số thiệt hại khủng của Ukraine trên loạt các mặt trận. UAV tự sát của Nga đột nóc chiến tăng Ukraine. Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày. Triều Tiên có thể thử ICBM vào ngày ba nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn nhóm họp. ECOWAS kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh, lập lại trật tự ở Niger kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thế giới mới nhất trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến chiến sự nóng tại Ukraine. Tại cuộc họp báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi lan sóng tấn công của Ukraine và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng của đối phương. Theo hướng Kupiansk, nhóm lực lượng Zapad của Nga đã tiến hành các hành động tấn công và cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến. Nhóm này cũng đã đẩy lùi chính cuộc tấn công của lữ đoàn xung kích cơ giới 14, 32, 44 và 95, lực lượng Kiev ở gần Novoselovskoye, Osana và Sinkovka. Tổn thất của Ukraine theo hướng này lên tới 85 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, bốn xe bán tải cũng như hai pháo tự hành, một M09 Paladin do Mỹ sản xuất và một Grab do Ba Lan sản xuất. Trong khi đó, ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng giúp của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine ở gần Krasnogorovka và Nevenskoye. Nhóm này đã phá hủy một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine gần Toretsk. 250 binh sĩ Ukraine, 3 xe chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện, một xe M777 do Mỹ sản xuất, hai pháo kéo D-20 và một radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy theo hướng này. Theo hướng Krasny Liman, nhóm lực lượng Center của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 67, lực lượng Kiev gần Kumino. Có tới 55 binh sĩ Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới và một cầu pháo D-30 bị phá hủy. Ở hướng nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga đã thực hiện một loạt những cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa nhằm vào lực lượng Kiev ở gần Staromyskoye. Theo bộ này, 140 binh sĩ Ukraine, hai xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới và một khẩu pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất đã bị vô hiệu hóa ở hướng này. Ở hướng Zaporizhia, hai cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraina đã bị đẩy lùi ở gần Rabotino và Verbovoye. Hơn nữa, hai kho đạn của lữ đoàn cơ giới 117 đã bị phá hủy gần Kirovo. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, lực lượng Kiev đã chiếm mất 107 binh sĩ, ba xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới và một khẩu liệu pháo M777 do Mỹ sản xuất theo hướng này. Ngoài ra, 35 binh sĩ Ukraine và 5 phương tiện cơ giới đã bị vô hiệu hóa do lực lượng của quân đội Nga ở hướng Rabutino và Verbovoye. Hai kho đạn của lữ đoàn cơ giới 117 đã bị phá hủy gần Kirovo. Các nguồn tin của Nga cũng đã chia sẻ các video cho thấy hàng chục phương tiện quân sự Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong các trận chiến gần đây ở Donetsk, Zaporizhia và một số hướng khác. Tổn thất bao gồm hai hệ thống phòng không tầm ngắn Stella 10, ba xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và hai xe chiến đấu bọc thép Tiger do Mỹ sản xuất. Bất chấp những tổn thất nặng nề gần đây, kỳ em có thể sẽ không dừng cuộc phản công. Vài ngày tới, nhiều khả năng sẽ chứng kiến các cuộc tấn công lớn hơn của lực lượng Kiev, đặc biệt ở hướng Zaporizhia. Trong lúc bay, camera gắn ở mũi UAV sẽ ghi hình thời gian thực và hình ảnh đó sẽ được truyền trực tiếp cho các tra thủ UAV ẩn nấp một vị trí bí mật cách xa mục tiêu. Có thể thấy trong clip, UAV có hai cánh quạt ở phía trước. Bên cạnh đó, Nga còn sử dụng một UAV trinh sát, cung cấp góc nhìn thứ ba về khoảnh khắc UAV nói trên, lao vào mục tiêu và phát nổ. Trong xung đột Ukraine hiện nay, quân đội Nga đang sử dụng lượng lớn các máy bay không người lái UAV để vừa tạo hiệu ứng tác chiến, vừa giảm thương vong cho các binh sĩ Nga. Theo Pravda Ukraina, ông Vasyl Maliuk, người đứng đầu cơ quan tình báo của Ukraina SBU, xác nhận với truyền thông Mỹ rằng một máy bay không người lái UAV có tên Sea Baby được phát triển nội bộ cùng hai chiếc UAV khác mang theo đầu đạn nặng 850 kg đã tấn công cây cầu Krum vào ngày 17 tháng 7. Vụ tập kích khiến cho hai người thiệt mạng, một nhịp cầu bị sệ xuống, tuyến đường sắt trên cầu bị hư hỏng. Ông Maliuk cho biết, bằng những chiếc UAV này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc tấn công thành công vào cây cầu nối liền Nga với bán đảo Crimea. Ông cũng khẳng định Ukraine là bên đã thực hiện các vụ tập kích gần đây vào một tàu chiến và tàu chở dầu của Nga mà Kiev cho rằng đang làm nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Kèm theo xác nhận này, Cơ quan tình báo của Ukraine đã phát đi một đoạn video cho thấy tầm nhìn của phi công trong khoảnh khắc trước khi một trong những chiếc UAV Sea Baby đâm vào trụ bê tông của cây cầu. Cơ quan này cũng cung cấp hai đoạn video khác cho thấy tác động ngay lập tức của hai vụ tập kích. Video cho thấy một phần của cây cầu bị gãy, khiến giao thông gián đoạn, mặc dù tuyến đường sắt đến bán đảo không bị ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng đã ám chỉ sự tham gia của mình. Cây cầu đã ngủ yên một lần nữa. SPU khi đó bình luận, các vụ tập kích nhằm vào Crimea có xu hướng tăng lên gần đây. Giới quan sát cho rằng Ukraine dường như đang tìm cách cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ Crimea đến các tỉnh miền đông và miền nam Ukraine. Tổng thống Zelensky lần đầu công bố thiết quân luật vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và đã gia hạn tình trạng này lần gia hạn 90 ngày gần đây nhất diễn ra vào ngày 20 tháng 5 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 8. Theo kế hoạch, quốc gia này sẽ đến hạn bầu cử quốc hội vào tháng 10 và bầu cử tổng thống vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không tổ chức hai cuộc bầu cử quan trọng trên, cho đến khi tình trạng thiết quân luật do chiến sự đang diễn ra với Nga được dỡ bỏ. Người phát ngôn của Verkhovna Rada, ông Ruslan Stepanchuk, cũng lưu ý rằng theo luật, Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật. Khả năng hoãn các cuộc bầu cử sắp tới của Ukraine ngày càng gia tăng, trước tình hình của xung đột với Nga đã bước sang năm thứ hai mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thống đốc khu vực Khabarovsk, Krai Mikhail Detiagreb cho biết, trong một bài đăng trên Telegram, cựu chỉ huy quân khu phía đông của Nga và cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã qua đời ở Moscow sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông Zico từng là tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga tại Syria vào năm 2016 và năm 2018, được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu phía Đông. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng vào năm 2021. Ông bị cách chức tư lệnh cụm lực lượng phía Nam vào tháng 10 năm 2022 và được thay thế bởi tướng Sergei Surovikin sau vài tháng đảm nhận vị trí này. Việc sa thải ông xảy ra khi Nga chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh. Việc sa thải ông Zico vào năm ngoái diễn ra khi Ukraine phát động một cuộc phản công thành công ở thành phố Kherson phía nam và ở khu vực đông bắc Kharkov, nơi các lực lượng của họ đã chiếm lại những vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ trong cuộc chiến. Theo tờ Pravda châu Âu của Ukraine, Euro Pravda, Mykola Tochivsky, Thứ trưởng Ngoại giao nước này mới đây đã bày tỏ mong muốn về việc Kiev được tham gia hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Tochitsky nêu rõ, chúng tôi cho rằng việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là một thách thức đáng kể, không chỉ đối với các quốc gia ở châu Phi và châu Á, mà còn đối với các nền kinh tế trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc cùng với các đối tác của mình, với Ấn Độ và các đối tác khác sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh để được mời. Trước đó cùng ngày, ngoại trưởng Ấn Độ Subramanian Jayasankara xác nhận Ukraine không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi vào ngày 9 đến 10 tháng 9 tới. Ông Jaisanka thông báo rằng chỉ có 9 quốc gia bên ngoài nhóm G20 được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi, bao gồm Tây Ban Nha, Bangladesh, Nigeria, Mauritius, Ai Cập, Hà Lan, Oman, Singapore và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Ukraine đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trước đó tại Indonesia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trực tuyến trước những người tham gia hội nghị thượng đỉnh và lần đầu tiên vạch ra kế hoạch hòa bình của Kiev. Đầu năm nay, Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 diễn ra tại Ấn Độ đã kết thúc mà không có thông cáo chung vì phía Nga và Trung Quốc không đồng ý với cách diễn đạt liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa được cho là đủ vươn tới lãnh thổ Mỹ, trùng với ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 8. Theo tờ Bloomberg dẫn lời nhà lập pháp đảng cầm quyền Hàn Quốc Yu Sang-bum. Tiết lộ với phóng viên thông tin tình báo rằng, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sắp phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Quốc gia này cũng đang lên kế hoạch tập trận quân sự, trong đó sẽ thử nghiệm các tên lửa được thiết kế để tấn công hạt nhân. Theo các nhà quan sát, Bình Nhưỡng thường chọn thời điểm thực hiện các hành động quân sự chung với các cuộc họp chính trị lớn và hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 8 có thể là một sự kiện như vậy. Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngay trước ngày Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Nhật Bản vào tháng 3. Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Yoon Suk Yeol tuyên bố thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc vũ khí hạt nhân, đồng thời hứa hẹn hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp tới có thể sẽ có bước đột phá trong việc hợp tác phòng thủ. Trong khi đó, nhà lập pháp Yoo Sang-bum cho biết, cộng đồng tình báo Hàn Quốc đã phát hiện sự dịch chuyển của các phương tiện cần thiết để phóng ICBM từ phía Bình Nhưỡng. Những dấu hiệu này có thể cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một trong những ICBM nhiên liệu lỏng. Tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Litva Adne Bolitaite nhấn mạnh, quyết định này là một trong những biện pháp phòng ngừa để kiểm soát những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và nguy cơ khiêu khích ở biên giới. Bà Bolitaite không nêu cụ thể những mối đe dọa khiến cho nước này đóng cửa biên giới từ ngày 18 tháng 8. Những cửa khẩu này thường không có xe thương mại lưu thông. Trong những tuần gần đây, Litva khuyên cáo công dân không sang Belarus, thậm chí cắm biển ở biên giới để nhắc nhở, chớ mạo hiểm an toàn, không sang Belarus, bạn có thể không quay lại được. Litva cũng nêu rủi ro an ninh từ lực lượng Wagner sau khi tập đoàn này chuyển quân từ Nga sang Belarus. Ông Rustamas Lyubazavets, chỉ huy lực lượng biên phòng của Litva, ước tính có tới 4.500 tay súng Wagner đang ở Belarus. Tại căn cứ gần biên giới Litva và Ba Lan, sự hiện diện của Wagner ở Belarus khiến cho các nước ở sơn đông NATO cảm thấy báo động, trong đó có cả Ba Lan và Latvia. Ba Lan cho biết họ sẽ tăng cường biên giới phía đông bằng 4.000 quân để hỗ trợ lực lượng biên phòng và 6.000 lính dự bị. Latvia cũng tăng cường hiện diện an ninh ở phần biên giới chung với Belarus. Kênh truyền hình Al-Hadas đưa tin, ECOWAS thông báo rằng một cuộc họp bất thường của Ủy ban tham mưu trưởng các quốc gia thành viên của cộng đồng sẽ được tổ chức tại Accra, Ghana vào ngày 17-18 tháng 8 để hoàn thiện kế hoạch triển khai lực lượng phản ứng nhanh ở Niger. Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, nhưng sau đó đã bị hoãn vô thời hạn vì lý do kỹ thuật. Cuộc họp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ECOWAS tuần trước thông qua việc triển khai một lực lượng phản ứng nhanh để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger sau cuộc đảo chính vào ngày 26 tháng 7, dẫn đến việc Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ. Bên cạnh đó, ECOWAS cảnh báo việc quân nổi dậy ở Niger không lùi bước sau cuộc đảo chính sẽ dẫn đến sự can thiệp quân sự của cộng đồng kinh tế này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syri vừa qua thông báo có ít nhất 51 dân thường, trong đó có 15 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào một số khu vực do quân nổi dậy kiểm soát trên khắp Syri hôm 17 tháng 8. Dữ liệu thống kê của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syri cho thấy, cuộc không kích và pháo kích của quân chính phủ nhằm vào khu vực Đông Guata ở bên ngoài thủ đô Damas đã tước đi sinh mạng của hơn 13 người. Theo một nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn AFP của Pháp, trong số các khu vực bị nhắm bắn có thị trấn Duma nơi thị trường trung tâm bị tấn công bên cạnh đó tổ chức giám sát nhân quyền Syria cũng cho biết thêm các cuộc tấn công của chính phủ Syria nhằm vào hai khu dân cư phía đông của thành phố Aleppo do quân nổi dậy chiếm giữ khiến tổng cộng 15 người thiệt mạng trong khi đó các cuộc tấn công và pháo kích ở các khu vực của tỉnh Idlib miền tây bắc của nước này đã làm 23 người dân Syria thiệt mạng thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức thế giới trên kênh youtube tạp chí viettimes xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo